Theo những nguồn tin mà của Ukraine cho biết, thì Nga bắt đầu tháo bỏ trại ở khu vực miền Bắc Kharkiv. Các vị cũng biết là cái khu vực miền Bắc đó là cái khu vực mà Nga mới vừa mở cái mặt trận cách đây một tháng. Ngày 10 tháng 5, đó là cái ngày chính xác, Nga mở một cái mặt trận mới ở khu vực miền Bắc và Nga tấn công vào cái thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Thì đầu tiên thì Nga chiếm được khá là nhiều, một phần nhỏ đất đai mà Nga chiếm được. Trong những ngày gần đây thì Nga bị đánh lùi. Thì ngày hôm qua, chắc là vị đã có nghe trong diễn đàn đó, là một số lượng binh sĩ của Nga đã bị bao vây ở tại một nhà máy kêu là nhà máy khoa kêu là nhà máy khoa, chất khoa học. Và số lượng binh sĩ đó thì tùy theo nguồn tin, có nguồn tin là 100 binh sĩ, có nguồn tin là 400 binh sĩ, mà một số lượng binh sĩ của Nga đã đầu hàng vì họ biết rằng là họ bị bao vây mà không có đường thoát. Thì từ lúc đó đó, nó làm dấy lên cái sự sợ hãi cho binh sĩ của Nga. Khi Nga đã thấy được là binh sĩ của Ukraine đó, hiện bây giờ đó, họ đánh tâm lý, họ đi loàn, họ không tấn công mà họ đi loàn để họ bao vây. Nên là hiện bây giờ nhiều nơi cái đồn trú của Nga ở tại khu vực miền Bắc Kharkiv, họ sợ bị tương tự như vậy. Họ sợ giống như cái lữ đoàn của Nga vừa qua đã bị bao vây, gần 400 binh sĩ đã bị bao vây, và họ sợ rằng cái trường hợp của họ giống như tương tự. Nên họ thấy không ổn, họ đã chạy mất dép. Nói chung chung là như vậy. Thì ngày hôm nay thì đây là một cái bản tin cũng khá là vui, khi chúng ta thấy được là cái tình hình ở tại khu vực miền Bắc, Nga đã không còn có một sự hiện diện nào nữa. Phải nói chung là những cái gì mà Nga đã chiếm của Ukraine cách đây vài tuần trước thì Nga đã trả lời hết. Thì trong khi nói bây giờ khu vực miền Bắc đó, nó vô cùng an toàn. Thì để cho các quý vị thấy rõ là chiến tranh nó thay đổi không ngừng. Không phải là bữa nay Nga lấy được 1-2 cây số, 5 cây số, 10 cây số, ngay vài ngày sau thì Nga có thể mất lại hết. Và cái điều này là cái điều chúng ta thấy rất là rõ. Ngày hôm nay thì đã thấy rõ là lực lượng của Nga ở khu vực Kharkiv là tháo bỏ trại hơn 80%. Là thấy rõ được là những cái nơi mà Nga đang đóng đô, mình phải gọi là đóng đô, cố thủ ở những cái khu vực mà Nga đã lấy được thì bây giờ Nga đã bỏ chạy. Vì Nga sợ bị bao vây, tương tự giống như cái vấn đề mà lữ đoàn của Nga đang bị bao vây hiện bây giờ. Cái vấn đề mà lữ đoàn của Nga đang bị bao vây thì nó vẫn chưa có kết quả. Hiện bây giờ thì một số lượng binh sĩ nó đã đầu hàng, khoảng tầm bữa nay chắc mình nghĩ khoảng 60-70 người. Nhưng mà một số vẫn còn đang cố thủ và chưa có cách giải quyết một cách ổn thỏa. Lực lượng của Ukraine vẫn không có tiến vào, vì không muốn tạo ra cái áp lực và cũng không muốn tạo ra cái sự tổn thương. Nên là tốt nhất là cứ bao vây như vậy. Rồi lâu lâu thì vẫn cứ oanh tạc bằng pháo tấn công vào, nhưng mà không có gửi binh sĩ, vì nếu mà gửi binh sĩ thì tổn thất rất là nhiều. Khi kẻ địch đang núp ở đó, chỉ cần bao vây để cho lương thực nó cạn kiệt, nước nó cạn kiệt, thì binh sĩ của Nga sẽ đầu hàng vô điều kiện. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của ngày hôm nay. Nhiều lực lượng nhỏ của Nga đã tháo bỏ chạy vì sợ lực lượng của Ukraine bao vây. Và bây giờ, cho Nguyên cập nhật cho các quý vị cái bài phát biểu của ông tướng của Mỹ, đó là tướng McLinney. Đó là tham mưu trưởng của Hoa Kỳ, đó là một vị tướng lãnh hàng đầu của Mỹ, là một cái người có thể nói là trong lực lượng quân đội của Hoa Kỳ thì ông này là ông là cao nhất, tướng cao nhất, và ông là cái người có thể nói là có một cái vai trò rất là lớn, đặc biệt là trong một cái giai đoạn mà thế giới đang căng thẳng. Tình hình các vị cũng biết là thế giới ngày hôm nay nó đang ở trong một cái giai đoạn khá là căng thẳng, và cái vai trò của ông thì nó vô cùng nó quan trọng. Thì Trung Nguyên mạng phép chia sẻ với các vị cái bài phát biểu của tướng McLinney liên quan đến Ukraine, đặc biệt là liên quan đến Putin nó như thế nào. Tướng McLinney ông ta nói như thế này: vấn đề hòa bình của Ukraine tất nhiên là chúng ta phải giải quyết qua con đường đàm phán, vì kết thúc hòa bình lúc nào cũng phải trải qua cái giai đoạn đó hết. Và chúng ta sẽ có sự ký hợp giữa Nga, Ukraine và nhiều quốc gia khác làm chứng. Nhưng mà cho tôi nhắc một điều, dù có ký đi nữa thì chúng ta không nên tin tưởng Putin, vì Putin là một người không thể tin tưởng được. Đây là bài phát biểu của ông tướng McLinney. Cái bài phát biểu này chắc là sẽ không làm hài lòng Nga đâu. Bởi vì ông ta muốn nói cái gì? Ông ta muốn nói rằng là Putin là một kẻ người gian dối và Putin là người không có giữ lời hứa. Dù chúng ta có ký hòa bình với Nga đi nữa
thì chưa chắc là Nga sẽ giữ lời. Nên cái điều ông ta nói là kết thúc hòa bình là phải ký, đó là phải bắt buộc phải ký, nhưng mà không nên tin. Vì tại sao ông ta nói điều đó? Vì trong quá khứ Putin đã từng ký, năm 2014 Putin đã từng ký hòa bình, trong đó có Mỹ, có Đức, có Pháp và có nhiều quốc gia khác đã làm chứng. Và kết quả năm 2022 thì Putin cũng gửi binh gần 300.000 binh sĩ tấn công vào Ukraine. Nó có thể là bởi vì cái hành động trong quá khứ đã thấy rõ được bản chất và con người của Putin là cái người không giữ lời hứa. Nên ông tướng Macaulay ông ta mới khẳng định là hòa bình là phải ký. Nhưng mà không nên tin. Ký thì ký, nhưng mà phải phòng hờ, phải lo lắng, còn phải chuẩn bị, cũng phải nên làm. Để cho các quý vị biết là bây giờ người ta không còn đặt niềm tin, đặc biệt là Putin nữa. Không ai còn tin những gì Putin đã nói. Vì những cái gì Putin đã làm trong quá khứ thì người ta đã thấy rõ tới ngày hôm nay thì những cái lời của Putin nói nó không có cái giá trị. Và Putin đã có những cái sự sai phạm như vậy và bắt đầu người ta e ngại cái điều đó. Thì cũng đúng thôi các quý vị. Đã kêu là mất niềm tin một lần là mất mãi mãi mà. Nên là cái điều đó thì chúng ta thấy rất là rõ trong cái sự việc nó đang diễn biến ra. Và ngày hôm nay thì cái cuộc hòa bình nó cũng sẽ có thôi. Cuộc chiến tranh nào nó cũng kết thúc, thời gian nào thì chúng ta không rõ. Nhưng mà ký rồi cũng không nên quá đặt cái niềm tin giúp nghe. Và cái vấn đề mà bảo vệ, phòng thủ, an ninh quốc gia nó phải cần thiết, đặc biệt là châu Âu. Đó là bản tin liên quan đến bài phát biểu của tướng Macaulay của ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Ngoài cái vấn đề mà của tướng phát biểu ngày hôm nay thì ngày hôm qua thì Tổng thống Zelensky chiều ngày hôm qua có một bài phát biểu cũng khá là hay. Sẵn tiện Nguyên cũng muốn chia sẻ với các vị luôn. Trong cái bài phát biểu của Tổng thống Zelensky là muốn gửi thông điệp cho người dân Ukraine, đặc biệt là cho binh sĩ. Trong một cái bối cảnh mà các vị cũng biết là cái ngày mà bước vào mùa hè đó, thì ở tại châu Âu phần lớn nó có một cái ngày lễ gọi là ngày lễ music, là ngày lễ âm nhạc. Và Tổng thống Zelensky có một cái thông điệp muốn gửi lại cho chúng ta, đặc biệt là cho người dân Ukraine, rằng là Tổng thống Zelensky cam kết với người dân rằng sẽ không còn bất cứ một bóng dáng binh sĩ nào của Nga trên lãnh thổ của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Đây là một cái lời nói thông điệp rất là rõ, cũng nó nói chúng ta biết là không lâu nữa Ukraine sẽ có cuộc phản công. Thì các quý vị biết là hiện bây giờ thì Nga đã chiếm khoảng tầm 14-15% diện tích đất đai của Ukraine, đặc biệt là ở cái khu vực mà sườn miền đông, từ miền đông, có nghĩa là từ khu vực Donetsk, Luhansk, rồi Zaporizhia và Kherson. Là đây là những cái khu vực nó xiềng ở miền đông, bốn khu vực mà Nga đang chiếm đóng. Thì lời cam kết của Tổng thống Zelensky đã gửi chúng ta biết một cái thông điệp vô cùng quan trọng, rằng không bao lâu nữa, không còn bóng dáng của Nga trên lãnh thổ của Ukraine. Cái điều này thì Nguyên cũng mong như vậy, để Nguyên chỉnh cái lai trách. Thì cái điều này Nguyên cũng mong các vị. Nguyên mong là không bao lâu nữa thì Nga sẽ đánh bật. Cũng nghe là đối với Nguyên ngày hôm qua đó, dưới nhiều ngày hôm nay thì có nhiều người hỏi Nguyên á, chừng nào Ukraine nó phản công. Thì trong Nguyên nói Ukraine có phản công hay không á, thì sau cái buổi họp ở tại Hoa Kỳ mới biết được. Sau cái buổi họp NATO ở tại Hoa Kỳ mới biết được. Thì lý do tại sao như vậy? Thì Ukraine đang chờ cái gói trợ cấp 100 tỷ của NATO để mới biết. Để Ukraine mới biết là Ukraine sẽ phản công như thế nào. Nếu mà Ukraine được nhận được cái gói trợ cấp 100 tỷ về khí tài quân sự, thì Ukraine không cần lo vấn đề vũ khí. Và Ukraine có thể phản công với một cái quy mô lớn, đánh áp đảo, và cái cơ hội thành công nó cao hơn. Nếu cái buổi họp ở tại Mỹ, cái vấn đề 100 tỷ nó xảy ra, không được đồng thuận trong những cái liên minh, và không chấp thuận được, thì Ukraine phải tính ra một cái con đường khác. Phải phản công với một cái quy mô nhỏ hơn, hà tiện đạn dược hơn, vì để giữ trữ đạn dược trong mùa đông. Nên là nó tùy theo cái bối cảnh và hoàn cảnh và cái buổi họp nó diễn biến ra tại Mỹ và mới quyết định ra được cái cuộc phản công của Ukraine nó như thế nào.
Nên là các quý vị cũng phải nói là, nên tại sao Nguyên nói là hiện bây giờ chúng ta đều chờ đợi cái cuộc phản công của Ukraine hết. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta chưa thấy, là bởi vì chúng ta phải chờ đợi cái buổi họp quyết định, cái sự quyết định của NATO vào đầu tháng 7. Khi chúng ta biết được là NATO họ đã được cam kết và họ đã hứa hẹn gì với Ukraine và sự quyết tâm của họ đối phó với Nga như thế nào, thì Ukraine họ đã biết được để họ không còn hà tiện, đơn giản là như vậy. Vì cái kho vũ khí của Ukraine nó lệ thuộc về cái nguồn cung cấp đến từ phương Tây. Nên khi họ biết là cái kho vũ khí nó có nhiều thì họ đánh mạnh hơn. Còn nếu không thì họ phải suy nghĩ những biện pháp khác. Nên là cuộc phản công nó tầm giữa tháng 7 đến cuối tháng 9. Nó sẽ là nằm ở trong những cái giai đoạn mùa hè, trời nóng vô cùng khắc nghiệt. Thì đây là cái giai đoạn phản công của Ukraine. Để cho các quý vị không còn đặt câu hỏi với Nguyên về vấn đề khi nào phản công, nó nằm ở trong cái giai đoạn đó. Và bây giờ cho Nguyên mạn phép chia sẻ cùng các quý vị những bản tin liên quan đến NATO. Sẵn tiện chúng ta nói NATO buổi họp, thì NATO sẽ làm cái gì để chuẩn bị cho cái cuộc chiến trong tương lai? Cho Nguyên nói là cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga nó chỉ là một cái sự khởi đầu, và nó cũng đã dẫn thấy chúng ta biết là những cái khối độc tài nó sẽ liên minh lẫn nhau. Hiện bây giờ chúng ta đã thấy rõ được là Bắc Triều Tiên đã liên minh với Nga, rồi trong tương lai Iran cũng sẽ liên minh với Nga, rồi Trung Quốc vân vân và vân vân. Thì cái tình hình mà căng thẳng và cái vấn đề mà an ninh ở khu vực châu Âu á, nó là cái vấn đề nghiêm trọng. Và NATO sẽ đưa ra những biện pháp gì để mà ngăn chặn cái sự bành trướng và có thể có một cuộc chiến tranh lớn trong tương lai? Thì đầu tiên nhất thì các quý vị cũng biết là ông John Stoltenberg đó, là tổng thư ký của Liên minh NATO tạm thời bây giờ đó, sắp sửa cuối năm nay thì sẽ có một người mới. Nhưng mà ông John Stoltenberg đó, ông đã cho rằng là cái cuộc chiến tranh với Nga nó không có thể tránh khỏi được. Trong tương lai nó không tránh khỏi được. Bây giờ thì chưa có, nhưng mà trong tương lai, nên ông ta phải đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Đầu tiên nhất thì ông ta đã kêu gọi tất cả đồng minh đó là phải chi tiền nhiều hơn, bỏ tiền nhiều hơn, hơn 2% GDP. Và đặc biệt là kêu gọi những cái quốc gia có tiềm năng và có khả năng sản xuất vũ khí đó phải sản xuất nhiều hơn. Đó là một việc. Ông ta cần 300.000 binh sĩ. 300.000 binh sĩ của NATO sẵn sàng tác chiến. Sẵn sàng tác chiến. Gần đây nhất thì ông ta đã kêu gọi điều động vũ khí hạt nhân. Điều động vũ khí hạt nhân đến châu Âu. Có nghĩa là những cái quốc gia mà không có vũ khí hạt nhân á, thì họ sẽ đặt những vũ khí hạt nhân. Thì ở tại châu Âu thì có hai quốc gia chính, đó là Pháp và Anh Quốc. Và quốc gia kế tiếp là Hoa Kỳ sẽ điều động vũ khí hạt nhân đến nhiều quốc gia để mà bảo vệ. Ngoài cái vấn đề đó thì ông ta đã kêu gọi cái vấn đề mà hệ thống phòng không tập thể, vì cái vấn đề hệ thống phòng không nó đang thiếu, đặc biệt là những quốc gia gần Nga. Nên là hiện bây giờ là ông ta kêu gọi vấn đề mà đem hệ thống phòng không để những cái quốc gia gần biên giới với Nga, giống như là Phần Lan nè, Estonia nè, Romania nè, đó là những cái quốc gia mà cần thiết, hay là gần Belarus nè, những cái quốc gia cần thiết. Và cái điều mà quan trọng hơn nữa đó là xây một cái căn cứ quân sự cho Liên minh NATO, đặc biệt là căn cứ không quân. Thì ngày hôm nay họ đã quyết định và họ đã xây cái căn cứ không quân lớn nhất của NATO chưa bao giờ có xây dựng ở tại đất nước Romania. Một ngôi làng của Romania sẽ trở thành một cái căn cứ quân sự lớn nhất trong lịch sử hiện bây giờ. Lý do mà chọn Romania thì các quý vị cũng biết là nó cũng gần Nga. Gần Nga, gần Ukraine, đó là một cái địa lý khá phù hợp và cũng gần Trung Đông. Nên là Romania bay đến Trung Đông nó cũng không có xa. Họ sẽ lập một cái căn cứ không quân lớn nhất chưa bao giờ có trong những ngày kế tiếp. Đây là cái sự quyết định, bởi vì cái tình trạng chiến tranh giữa Ukraine và Nga nó đã dấy lên một cái sự lo lắng, và NATO phải củng cố cái phòng thủ của mình. Trong nguyên mạn phép nghe cái chữ NATO phòng thủ, đó là cái lực lượng cá nhân của NATO. Cho các quý vị hiểu cái điều đó, có nghĩa là dưới tướng, dưới cái quyền chỉ huy của tổng thư ký của NATO, giống như ông là ông tổng thống, ông có 300.000 binh sĩ. Các người phải hiểu cái điều đó. Nó không phải là lực lượng của quốc gia nữa, nó là lực lượng của NATO, là một cái nhóm NATO. Dưới cái quyền chỉ huy của ông John Stoltenberg, tất nhiên là có nhiều tướng lãnh nữa. Bởi vì trong tướng lãnh của NATO thì nó có tướng NATO ở trong cái phạm vi của NATO quản lý. Cũng giống như Pháp đã gửi cái chiếc hàng không mẫu hạm của mình
Charles de Gaulle cho NATO sử dụng. Có nghĩa là Pháp không không có quyền quản lý nó nữa, Pháp không có quyền điều hành nó nữa, mà phải dưới điều hành của NATO. Đó, thí dụ là như vậy. Có nghĩa là đóng góp, và cái điều đó nó nằm ở trong một cái, nó không có phạm vi của quốc gia nữa, nó nằm trong cái phạm vi của tổ chức, của tổ chức NATO. Thì hiện bây giờ thì NATO họ đang cũng chuẩn bị hết tất cả những kịch bản để mà diễn biến ra nếu mà nó có xấu đi nữa. Đặc biệt là cỡ này, nó là cái lằn ranh đỏ, cái lằn ranh đỏ nó không ai còn tôn trọng nữa. Và chúng ta thấy rõ được là bây giờ là nó có nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu có những sự xâm phạm, và cái điều đó nó dẫn lên một sự lo lắng các quý vị. Nên là hiện bây giờ NATO cũng đang chuẩn bị để cho các quý vị biết là Romania sẽ trở thành căn cứ không quân lớn nhất của NATO ở khu vực. Và bây giờ cũng liên quan đến những bản tin ngoại giao chính trị hấp dẫn và ly kỳ, nó cũng liên quan đến Trung Quốc. Đó là ông Đức ngày hôm nay đã lên tiếng. Thủ tướng Đức của ngày hôm nay đã lên tiếng và kêu gọi châu Âu họp khẩn về vấn đề đánh vào thế má của Trung Quốc, vì đã có đủ bằng chứng chứng thực Trung Quốc là kẻ thủ phạm nuôi dưỡng Nga, và bây giờ không thể làm ngơ được nữa. Khi lúc đó Đức là cái quốc gia đã không đồng ý nhiều vấn đề. Vừa qua thì các quý vị biết là nền kinh tế của Đức á, nó bị lệ thuộc với Trung Quốc rất là nhiều. Đức với Trung Quốc khá là thân thiện về vấn đề ban giao, đặc biệt là nhiều vấn đề công nghệ, xe hơi vân vân và vân vân. Nên là Đức lúc nào cũng mềm mỏng với Trung Quốc hết. Sau khi vấn đề ở tại Á Châu, nó được có tình hình nó xảy ra, nó hơi có một sự nguy hiểm. Từ lúc mà Bắc Triều Tiên đã ký hợp đồng liên minh với Nga, thì người ta đã thấy rõ được là tình hình Á Châu nó bắt đầu nó không còn là một cái nơi kêu là cái trật tự nữa rồi. Nó là cái nơi nguy hiểm. Thì người ta đã nói rằng là cái cuộc chiến tranh này, cái người nuôi dưỡng hai năm nay chính là Trung Quốc. Thì ông Đức ổng không chịu trừng phạt. Ông Đức ổng không dám trừng phạt, vì nếu mà trừng phạt Trung Quốc thì ảnh hưởng đến nền kinh tế của ông. Đó là trong nhiều năm qua đó, ổng cứ do dự. Khi lúc đó bà chủ tịch Liên minh châu Âu là bà Ursula von der Leyen, bà đã nêu lên vấn đề Trung Quốc đã rất là lâu rồi. Nhưng mà Đức không có đồng ý. Đức phản bác. Thì nhưng ngược lại bữa nay là Đức là người kêu gọi họp. Cuộc đời nó thay đổi, nó bất chợt. Ngày xưa ổng lúc nào cũng phản bác hết, nhưng bữa nay Đức là người kêu gọi họp. Và Đức nói rằng là chúng ta phải đánh thuế nhập cảng hàng hóa của Trung Quốc. Vì chúng ta phải gửi thông điệp với Trung Quốc, nếu họ bắt tay với Nga và giúp đỡ Nga, họ phải trả giá với cái hành vi của họ. Nên nói chung là châu Âu sẽ đoàn kết được này. Châu Âu sẽ đoàn kết được này. Và châu Âu sẽ quýnh hàng hóa thuế má của Trung Quốc. Có nghĩa là Trung Quốc sẽ hứng một cái chịu, gọi là một cái đoàn kinh tế te tua. Mỹ đã quýnh rồi, Nhật Bản đã quýnh rồi. Bây giờ đến châu Âu. Và nó sẽ diễn biến vào cái buổi họp vài ngày nữa. Trong cái buổi họp của Liên minh nói về vấn đề sáp nhập của Ukraine vào ngày 26 tây. Thì họ sẽ nói vấn đề của Trung Quốc. Họ sẽ nói vấn đề của Trung Quốc. Và họ sẽ bỏ phiếu vấn đề mà đánh thuế má của Trung Quốc. Nên là nói chung chung là ông Trung Quốc ổng sẽ trồng cái gì thì ăn quả đó các quý vị. Thì bây giờ người ta có là đã xác nhận rồi, và người ta đã bắt đầu không có nhẹ tay nữa. Những cái quốc gia nào mà ban giao với Nga đó, và họ cho là cái quốc gia đó đang nuôi dưỡng Nga, thì những cái quốc gia đó phải gánh những chịu lệnh trừng phạt. Thì cái điều mà hàng hóa của Trung Quốc sắp sửa tới đây vào châu Âu đó, thuế má nó sẽ tăng cao rất là nhiều, kiểu là thuế khủng khiếp luôn. Thì Nguyên cũng đang chờ đợi coi có quốc gia nào phản bác hay không. Thì cái này là đầu tiên, người từ đó tới giờ Nguyên mới kêu là ông Đức, ông mới mời họp, ông kêu gọi cái buổi họp mà với cái chủ đề là đánh thuế của Trung Quốc lần đầu tiên. Từ đó tới giờ, từ đó ông phản bác không à? Vì ông với Trung Quốc buôn bán rất là nhiều, buôn bán giữa hai quốc gia thương mại rất là tốt. Nên là ông sợ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế phát triển của ông ở tại Trung Quốc, nên ông không có cho. Nhưng bây giờ ngược lại, ổng là người kêu gọi. Để có thể biết là cái tình hình thế giới Á Châu nó thay đổi. Tình hình bây giờ người ta không có để im được nữa. Tới giây phút này rồi, người ta sẽ không bao giờ nhẹ tay với ai bắt tay với Nga hết. Không có ai nhẹ tay bắt Nga hết. Đó là bản tin cũng khá là quan trọng.
mà chúng ta cũng cần nên theo dõi trong những ngày kế tiếp trong cái buổi họp sẽ diễn biến ra vào ngày 26 Tây ở tại đất nước Mỹ, Brussels, để chúng ta biết được là thứ nhất là Ukraine khi nào được sáp nhập vào Liên minh châu Âu. Cái thời gian nó sẽ có một cái ngày chính xác cho Ukraine, và chúng ta cũng sẽ biết được rằng là cái lệnh trừng phạt thuế má đến hàng hóa của Trung Quốc nó sẽ như thế nào trong cái buổi họp đó. Và bây giờ thì cho Nguyên mạng phép cập nhật cái bản tin cũng khá là lạ đây. Ngày hôm qua thì người ta đã chia sẻ rồi, bản tin này cũng ngày hôm qua các quý vị nhé. Nhưng mà ngày hôm qua thì có nhiều tin quá, có nhiều cái chủ đề quan trọng quá là Nguyên đã quên mất. Nên là Nguyên đã không có chia sẻ cái bản tin này của ngày hôm qua. Thì bản tin là Nga không có chuyện gì làm buồn, gánh gỏi xanh ga nóng nổi. Thì Nga đã thấy từ xa có một chiếc trực thăng. Nga nó chết rồi, Ukraine nó tấn công bay ơi. Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không và đã bắn rơi trực thăng đó liền. Nhưng mà khi lụm lại cái xác thì không phải là trực thăng của kẻ địch mà trực thăng của mình. Đó. Ngày hôm qua thì Nga trong cái giai đoạn trong cái giai đoạn hồi hộp, không có chuyện gì làm, buồn quá. Đó, thấy trực thăng từ xa quảng quá các quý vị, thấy trực thăng từ xa chết kẻ địch nó tấn công. Kẻ địch nó tấn công. Nó là ổng đã kích hoạt hệ thống phòng không, ổng bắn rồi rơi, cuối cùng rơi trực thăng của mình, binh sĩ của mình ngấm cụ tỏi hết. Thì đây cũng là không phải là lần đầu tiên. Cái vấn đề mà Nga tự bắn máy bay của mình nó đã nhiều lần xảy ra. Ít nhất là 4-5 lần rồi. Hay là bắn binh sĩ của mình cũng có nữa. Vui nhất á, là cái giai đoạn mà binh sĩ tiếp tế. Cho Nguyên kể ra câu chuyện các vị nha. Binh sĩ tiếp tế ở gần biên giới. Thì binh sĩ nhảy dù từ trên xuống. Binh sĩ của Nga đó nhảy dù từ trên xuống. Thì mấy ông binh sĩ ở Nga ở dưới này đang đóng đô đó, ổng đâu có biết là kẻ địch hay là không kẻ địch. Ổng không nhận được cái nguồn tin là mình được tiếp tế bằng không quân. Ổng thấy rồi nó nhảy dù xuống xa đâu thấy gì đâu. Ổng bắn ở dưới, ổng bắn lên. Chết mười mấy binh sĩ vậy đó. Thì ổng mới biết được, sau đó mới biết được đó là binh sĩ của mình. Trời ơi, đồng minh đến viện trợ. Đó, ổng đâu có biết đâu các vị. Cầm quả tiễn, cầm đại liên ở dưới này nhìn ở trên trời gì nè. Nó nhảy dù xuống, kẻ địch tấn công bay ơi, nó lại bắn lại. Đó, thì cái vấn đề mà tai nạn này nó thường xuyên xảy ra với cái lực lượng của Nga. Lý do mà nó xảy ra như vậy là bởi vì Nga đã thiếu cái hệ thống như nó là máy bay A-50 á, là những cái máy bay mà điều hành á, và cái nguồn tin cung cấp thông tin á, nó không được chính xác. Nó đã dẫn đến cái ngộ nhận và những cái sự quyết định sai lầm. Vì bây giờ đâu có biết là máy bay kẻ địch hay là không kẻ địch, khi lúc đó mình không nhận tin gì hết. Đúng ra thí dụ là mình phải nhận được cái nguồn tin là giờ nào sẽ có một chiếc máy bay của mình bay ngang đây, vân vân như vậy, và cái thông tin nó được gửi cho nhau một cách chính xác. Và bây giờ thì cái truyền đạt thông tin của Nga nó không được ổn định, vì cái hệ thống của nó là cái hệ thống máy bay đó, cái loại giống như IL hay là A-50 của Nga đang bị tổn thất, nên là Nga không có nhiều nữa. Nga bây giờ phải chơi cái hệ thống cũ, có nghĩa là điện thoại, nhắn tin, và cái điều đó thì nó rất là chậm, nó không nằm ở trong cái bộ máy điều hành, và cái điều đó nó dẫn đến nhiều cái sự sai phạm ở trong vấn đề lực lượng quân đội. Nên là bữa nay thì một cái chiếc trực thăng, xin lỗi cái chuyện bản tin của ngày hôm qua, một chiếc trực thăng đã bị bắn rơi, do chính lực lượng của Nga đã bắn rơi các quý vị. Thì đây cũng là một bản tin mà Nguyên thấy nhiều người nghe cũng vui, đúng không? Nghe cũng vui. Và bây giờ thì cho Nguyên mạng phép cập nhật vài bản tin nho nhỏ để chia sẻ cùng các quý vị nữa. Ngày hôm nay thì ở phía bên Ukraine họ tiết lộ chúng ta biết là khu vực Benhut là cái khu vực bên lãnh thổ của Nga đó, và nó gần biên giới của Ukraine. Thì căn cứ không quân ở tại Benhut đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Hiện bây giờ vấn đề tổn thất á, thì nó vẫn chưa nêu rõ, vì chúng ta chưa có rõ nét lắm. Nhưng mà theo vệ tinh cho thấy đó, thì tổn thất nó không hề nhẹ. Và cái căn cứ không quân của Nga ở tại Benhut á, nó khoảng tầm 220 cây số, thì nó nằm ở trong cái tầm nhắm của quả tiễn của Hoa Kỳ, ATACMS, nên là đã bị lực lượng của Ukraine sử dụng máy bay không người lái trước, sau đó tấn công một quả tiễn. Vì đó là một cái phối hợp rất là ăn ý và nhịp nhàng.
dùng máy bay không người lái để cho cái hệ thống phòng không nó kích hoạt. Sau khi cái hệ thống phòng không nó kích hoạt xong thì quả tiễn nó lao vào thì không cách nào đỡ được, không cách nào đỡ được. Thì hiện bây giờ vẫn chưa được cái chi tiết cụ thể là cái căn cứ không quân khu vực ở tại Bangkok nó đang tổn thất bao nhiêu thì nó chưa được nêu lên, nhưng mà chắc chắn là tổn thất một cách nặng nề. Hiện bây giờ không có bên nào nêu lên hết. À thì Nguyên không dám mạn phép nói sớm quá, nhưng mà Nguyên tin chắc là sẽ có nhiều chiếc máy bay và nhiều sự việc nó là bị tổn thất ở căn cứ không quân của Nga trên lãnh thổ của Nga cách biên giới Ukraine 220 cây số. Thì tất nhiên là Nga bị tổn thất thì Nga sẽ không hài lòng. Tất nhiên là Nga có trả đũa ngày hôm nay. Nga đã tấn công vào lãnh thổ Ukraine với một cái quy mô khá là lớn, lớn vô cùng, rất là lớn các quý vị. Ít nhất hiện bây giờ thì đã có 2 người thiệt mạng và 50 người bị thương. 50 người bị thương. Để cho các quý vị biết là cái số lượng bị thương nó rất là nhiều. Và Nga đã tấn công rất là nhiều trong những cái năng lượng của Ukraine. Đó là vấn đề chính. Vì sau mùa hè thì chúng ta sẽ biết qua mùa thu và mùa đông. Và cái điều của Ukraine, họ muốn cho Ukraine là phải là tê liệt cái vấn đề kinh tế, đặc biệt là nắng vấn đề năng lượng. Nên là hiện bây giờ thì trong những ngày gần đây thì Nga đã trả đũa rất là nhiều sau khi cái sự tổn thất của mình. Thì Nga đã tấn công không ngừng về vấn đề năng lượng. Thì tạm thời bây giờ nha, Nguyên nhận được cái bản tin là 2 người chết, 50 người bị thương. Đó là cái cách đây không lâu đó. Cuộc tấn công của Nga mới vừa cách đây không lâu đó, khoảng tầm 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ. Thì những sự diễn biến về vấn đề này đó, nó còn đang diễn biến nữa. Sự số thiệt hại về tính mạng của người dân thường đó nó vẫn còn chưa rõ. Tất nhiên là cái con số nó còn nữa. Đặc biệt là ngày hôm nay thì Nga trả đũa. Sau khi cái căn cứ không quân của Nga đã bị tổn thất thì Nga sẽ trả đũa một cách bừa bãi. Đặc biệt là gần đây thì Nga đã sử dụng những loại bơm, cái sự tàn phá nó rất là lớn. Những loại bơm mà Nga có thể thả từ xa 150 cây số từ xa và Nga nó bay vào lại trên lãnh thổ của Ukraine. Sự tàn phá nó rất là lớn. Đặc biệt là bơm này nó không có chính xác, nó hoàn toàn không có chính xác. Nên nó không nhắm vào những cái nơi quân sự mà nó nhắm vào những nơi thường dân nhiều. Nên đây cũng là một cái vấn đề mà đang được nhiều người bữa nay người ta chú ý và người ta lên án. Cái hành động mà Nga tấn công một cách bừa bãi vào thường dân. Đó là bản tin liên quan đến cuộc sự trả đũa. Sự trả đũa của Nga ở trên lãnh thổ của Ukraine mà Nguyên cũng muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ thì cho Nguyên nói một chút xíu về cái vấn đề tình trạng của Ukraine đang chiêu mộ binh sĩ đang gặp khó khăn như thế nào. Và những cái quốc gia láng giềng giống như là Ba Lan và nhiều quốc gia khác, họ đang có một cái đề nghị tập thể chung, đó là gửi những cái người mà trốn bỏ chạy ra khỏi đất nước trở về đất nước. Thì các vị biết là cái số lượng mà dân mà rời khỏi đất nước Ukraine nó đông lắm. Khoảng bây giờ chắc là khoảng 10 mấy triệu, 10 mấy gần 20 triệu. Mà cái vấn đề mà Ukraine cho phép người ta rời khỏi á, thứ nhất là người không phải là người Ukraine, thứ hai là phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi, là những người nó nằm mà không có nằm trong cái lứa tuổi mà phải đi nghĩa vụ và đi lính, thì có quyền rời khỏi đất nước trong một cái đất nước chiến tranh và có thể đông đúc dân thì có thể xảy ra tính mạng. Thì nhiều người đã lợi dụng thời cơ lúc mà giai đoạn đầu á, thì họ trong cái lứa tuổi đi lính nhưng họ vẫn trốn ở bên nước ngoài, họ sống. Và họ đang sống tị nạn ở khắp nơi, ở tại châu Âu, trong đó có Pháp, Đức, rồi Ba Lan, rồi nói chung chung là chỗ nào cũng có, Đan Mạch cũng có. Thì trong cái hoàn cảnh mà hiện bây giờ của Ukraine đang thiếu binh sĩ, mà năm nay đó Ukraine định chiêu mộ là khoảng 150.000 thôi, nhưng cũng gặp nhiều cái sự khó khăn. Hiện bây giờ biên giới á, vẫn có người Ukraine á, vẫn cố tình rời khỏi đất nước để mà khỏi đi nghĩa vụ. Thì mình nói nước nào, người nào cũng có. Trên thế giới này mà, có những người á, thì họ bỏ công việc, bỏ vợ, bỏ con của họ ở nước ngoài nha. Họ bỏ hết công việc của họ đó. Họ về đất nước họ cảm xúc. Và cũng có những người mà ở đất nước rồi cũng chạy ra nước ngoài để trốn, để không đi làm nghĩa vụ. Nên là cuộc đời ai, người này người kia cũng có. Và trong những người mà Nguyên quen biết, thí dụ là ở bên Đức, cái anh ở bên Đức, ảnh là người Ukraine mà nó lâu năm đó mà. Anh ở hình như từ nhỏ đến lớn ở bên Đức. Và ảnh khi lúc mà đất nước chiến tranh, ảnh nói vợ của ảnh là ảnh về lại đất nước của ảnh để ảnh phục vụ đất nước và cầm súng để bảo vệ non sông. Nên là cũng trường hợp người đó cũng có. Nhưng mà có những trường hợp những người mà họ bị sợ chết thì đi lính là các quý vị, thì cái phần trăm chết nó nhiều hơn sống, nên là họ sợ họ cũng thảo trốn nước ngoài. Nên là vừa qua thì chính phủ Ba Lan sau khi ngày hôm qua
phía bên chính phủ của Ba Lan, đã quốc hội của Ba Lan đã ghé thăm Kiev và họ đã kêu gọi sự yểm trợ, và kia họ nói rằng là bây giờ tôi sẽ gửi người lại cho các anh. Thì hiện bây giờ cái vấn đề này nó được nhiều quốc gia đồng ý, trong đó nó có Litva, Lestoni, rồi nhiều quốc gia Đức. Thì hiện bây giờ châu Âu đã nhất trí là những cái người mà nằm trong cái tuổi đi lính đó, đi nghĩa vụ đó, mà trốn qua nước ngoài sẽ bị bắt, và sẽ bắt ép, sẽ gửi về lại. Đây cũng là một cái điều tốt thôi. Nói như nguyên thì cái điều này nó cũng là cái điều tốt. Nhưng mà có nhiều người thì họ cho rằng là phạm về nhân quyền. Phạm về nhân quyền thì đối với nguyên cái này nó không phải là phạm về nhân quyền. Cái này là cái nghĩa vụ mà mình phải làm, nhưng mà mình sợ, mình bỏ chạy thì bị người ta bắt thì đúng rồi. Đối với nguyên đó là chuyện khá là bình thường. Đi bắt nghĩa vụ thì trách nhiệm mình mà. Mình chạy trốn thì đó, thì bây giờ bị người ta bắt trở lại. Đó là cái sự thống nhất của châu Âu, đặc biệt là qua cái sự khởi đầu là của Ba Lan đã quyết định điều đó. Nên là về vấn đề nhân lực thì Ukraine sẽ bắt lại những cái người mà ở ngoài châu Âu quay trở về nước để mà đi cái bổn phận nghĩa vụ của mình để bảo vệ non sông. Đó là bản tin nho nhỏ mà Nguyên cũng muốn cập nhật cho các quý vị. Ngoài ra thì trong một cái bối cảnh sắp tới đây nó sẽ diễn biến ra cái buổi họp, trong Nguyên là ngày 26 Tây. Trong Nguyên nhắc lại cho các quý vị là ngày 26 Tây sẽ họp ở tại Đức nước Bỉ về vấn đề Ukraine sáp nhập. Mà nó không riêng biệt với Ukraine, nó có đất nước nữa, đó là quốc gia Moldova. Hai quốc gia sẽ bàn thảo, châu Âu sẽ bàn thảo là họ có thể đủ tiêu chuẩn để sáp nhập vào Liên minh châu Âu hay không. Ngày hôm nay, Tổng thống Zelensky đã ca ngợi cái sự quyết định của châu Âu và đem vấn đề của Ukraine lên được ưu tiên hàng đầu để mà xem xét. Và tất nhiên thì Trung Nguyên nói Ukraine không thể sáp nhập được bây giờ. Cái điều đó là Nguyên khẳng định với các quý vị luôn. Cái buổi họp đó Nguyên chưa biết kết quả như thế nào, nhưng mà Nguyên có thể khẳng định một cái điều là Ukraine không thể sáp nhập được bây giờ. Ít nhất là phải chờ 6 năm nữa, khoảng tầm 6 năm nữa. Đối với Nguyên là cái quy định hiện bây giờ năm 2024 thì theo các Nguyên nói là phía bên châu Âu họ sẽ công bố năm 2030 là Ukraine mới trở thành thành viên chính thức. Nhưng ít ra thì Ukraine họ cũng biết là chừng nào họ sáp nhập được. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên nghĩ là họ cũng cần biết, họ vẫn biết được là họ không sáp nhập được bây giờ. Nhưng mà họ cũng đang biết được là cái giai đoạn nào họ sẽ trở là thành viên của châu Âu. Thì Nguyên nghĩ là cái điều đó là cái hợp lý nhất trong cái bối cảnh và cái tình trạng ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn. Ngoài cái vấn đề cảm ơn của châu Âu thì Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Hoa Kỳ. Sau khi cái quyết định của Mỹ đó là sẽ ưu tiên hàng đầu cho Ukraine về vấn đề vũ khí. Có nghĩa là cái đơn hàng của Ukraine sẽ được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là vấn đề hệ thống phòng không. Vừa qua cái bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden thì Tổng thống Zelensky đã cảm ơn rất là nhiều cái tầm quan trọng mà Mỹ đã dành riêng biệt cho Ukraine, và cảm ơn Mỹ đã hiểu rõ được cái hoàn cảnh và cái bối cảnh của Ukraine hiện bây giờ đang cần cái gì. Nên là Ukraine đã được cái sự quyết định của Mỹ là tất cả những đơn hàng đều không được ưu tiên bằng Ukraine hết. Tất cả cái khác chỉ có Ukraine là ưu tiên đầu nhất. Nên là cái vấn đề cung cấp cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không, sẽ được trao một cách rất là lẹ trong những ngày kế tiếp. Đặc biệt là trong một cái bối cảnh mà Nga cái này tấn công rất là nhiều. Trong Nguyên nói bây giờ hai bên tấn công với nhau nhiều vô kể. Nó không phải giống như trong những ngày đầu nữa. Tấn công nhẹ nhàng không, bây giờ tấn công quy mô lớn lắm. Bây giờ Ukraine tấn công Nga cũng nhiều, một lần là mấy trăm chiếc máy bay không người lái. Ngày hôm qua là 200 mấy chiếc. Ukraine hôm qua đó tấn công vào lãnh thổ của Nga là 200 mấy chiếc. Và ngày hôm nay Nga cũng tấn công với một quy mô khủng khiếp và lớn, dưới máy bay không người lái với hỏa tiễn. Một bản tin cuối cùng trong diễn đàn của ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Bản tin này thì nó chưa có thấy cái gì vui cả, nhưng mà vui nó sẽ sắp tới đây. Theo vệ tinh chụp từ trên không xuống trên lãnh thổ của Nga, tình báo của Khanh đã tiết lộ là chúng tôi đã tìm ra được cái căn cứ máy bay không người lái của Nga ở đâu rồi. Thì các vị biết là cái loại máy bay mà Haddad của Iran đó, viện trợ cho Nga đó, đó mà vừa qua cũng làm mưa làm gió trong cuộc chiến trường á, mà Nga thường xuyên sử dụng nó để mà tấn công trên lãnh thổ của Ukraine á, thì hiện bây giờ theo vệ tinh họ đã chụp được cái căn cứ không quân đó. Cái căn cứ không quân đó nó nằm ở khoảng tầm 600-700 cây số
cách biên giới của Ukraine. Thì chụp vệ tinh thôi, chưa có tấn công. Nguyên nói là chụp vệ tinh thôi, chưa có tấn công, nên là Nguyên nói chưa có vui lắm. Nguyên phải chờ đợi bữa nay là chụp vệ tinh, là biết căn cứ ở đâu, nói cho Nga biết. Nhiều khi mấy ông Ukraine nó cũng ngộ lắm các bạn. Đánh thì đánh lại chứ rồi đi. Mình tấn thì mình tấn đi. Không, tôi đã thấy, tôi đã biết rồi đó. Nha, tôi biết rồi đó, chuẩn bị đi. Tôi đã thấy căn cứ không quân quanh rồi đó. Đó, cái kiểu mà làm cho người ta sợ đó các bạn. Trước khi đánh á, hù dọa người ta để cho cái tâm lý người ta sợ. Rồi để cho người ta điều động hệ thống phòng không rồi bảo vệ cho nó giữ. Cái đầu người ta điều động cho đó rồi mình tấn chỗ khác. Cái chơi cái chiêu đó là sợ lắm. Đó, mình biết thì mình quýnh bất ngờ đi. Không, công bố tôi có chụp hình rồi đó, tôi đã thấy rồi đó. Đó. Thì đây là bản tin mà Nguyên thấy cũng khá là nó chưa được vui lắm, vì nó chưa có bị tổn hại gì cả, nó cũng chưa có tấn công. Nhưng mà cái cách mà hăm dọa đó, cái cách hù dọa đó, nó làm cho Nguyên khá là để vui, Nguyên thấy nó mắc cười. Nguyên thấy là mắc cười cái cách mà mấy ông Ukraine á, ổng đang có một cái xu hướng hăm dọa và đe dọa mà khiêu khích và chọc á. Ê, thấy rồi đó, biết rồi đó, chuẩn bị đi. Thì đây là một cái bản tin, cũng là bản tin cuối cùng trong diễn đàn của ngày hôm nay, và Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và Nguyên cũng chờ đợi là nếu mà có cái cuộc phản công lớn thì Nguyên cũng sẽ cập nhật cho các quý vị sau, và tình trạng nó như thế nào trong những cái ngày kế tiếp. Và Nguyên nói là cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó đã đi một cái giai đoạn mới, và nó vô cùng phức tạp, nó không giống như cũ nữa. Chắc các vị sẽ không thấy Nguyên cập nhật vấn đề biên giới giao tranh, vì không có gì để nói. Bữa nay thì nó chiếm một ngôi làng, ngày mai nó mất lại một ngôi làng, thì nó thay đổi không ngừng. Thì Nguyên không tức cập nhật cái điều đó. Nguyên cập nhật cái dòng ngoài với cái dòng chính trị nhiều hơn, bởi vì cái vấn đề mà trên lãnh thổ đó thì Nguyên không có rõ. Vì đánh bữa nay, ngày mai nó thua lại rồi, nên là cũng không rõ. Ngày nào thì cũng nghe những cái bản tin như vậy đến từ Ukraine và từ Nga hết. Nhưng mà những cái bản tin đó thì Nguyên, cho Nguyên mạng phép, Nguyên nói là Nguyên không có tin cho lắm. Nguyên không có tin. Mà chính bản thân Nguyên không có tin, làm sao Nguyên chia sẻ với các vị được. Chính bản thân mà Nguyên thấy không có tin mà. Nên là Nguyên mạng phép không chia sẻ về vấn đề đó. Trừ khi cái gì mà nó quá rõ, cái này nó thắng rồi, cái này Ukraine thắng hay Nga thắng rồi, nó là chính thức rồi, thì Nguyên mới công bố. Còn cái vấn đề mà đang giao tranh đó, thì không biết được bữa nay gì ngày mai khác. Nó thay đổi không ngừng, giống như cả kiếp vậy đó. Đánh được mấy ngày, thắng được chút xíu đất đai, khoe mẻ dữ lắm. Bây giờ còn miếng nào đâu? Bây giờ các kiếp đó còn miếng nào đâu? Bữa nay là hình như là chạy gần hết rồi. Bữa nay nè, bữa nay của Nga là chạy gần hết, không còn binh sĩ các kiếp nữa. Còn bị bao vây mấy trăm binh sĩ nữa, rồi sắp sửa đi bắn muối hết. Nên là cập nhật như vậy thì Nguyên mạng phép là Nguyên không có cập nhật. Nếu các bác là muốn như vậy thì báo Việt Nam nó cũng có đưa, và nhiều anh chị em khác nó cũng đưa. Vì đối với Nguyên thì những cái tin đó nó không có chính xác. Bữa nay gì ngày mai khác, Nguyên cũng chạy không kịp. Tức là Nguyên không có chia sẻ vấn đề chiến trường. Nguyên chờ nó có một cái cụ thể, chính xác và khẳng định là chắc chắn là thắng rồi.